vị Bồ Tát. Còn có tất cả Bồ Tát, những vị Bồ Tát này là những vị Bồ Tát mới phát sơ tâm, vị giai sơ trụ giả, chưa đạt đến quả vị sơ trụ. Quý vị biết sơ trụ là gì không? Không có ai biết. Trên bảng còn ghi rõ ràng, quả tu đã giảng qua, quý vị đều quên rồi. Thập tín, phát tâm trụ, này chính là trụ thứ nhất, sơ trụ. Vị Bồ Tát chưa đạt đến sơ trụ, nếu niệm chú Đại Bi, có năng lực làm cho đạt đến quả vị sơ trụ. Cho đến màu chứng ngôi thập trụ, thậm chí cho đến địa vị thập trụ và thập địa. Thập trụ là gì? Chính là quán đảnh trụ. Còn thập địa, đầu tiên là hoan hỷ địa, hai là phát quang địa, cho đến thứ 10, pháp vân địa. Tại sao là thập trụ địa? Thập trụ là từ phát tâm trụ đến quán đảnh trụ. Địa này đã giảng qua từ hoan hỷ địa cho đến pháp vân địa, mau đến quả vị Phật, lại khiến Bồ Tát đạt đến quả Phật địa. Phật địa chính là diệu giác, thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tự nhiên thành tựu được 32 tướng và 80 vẻ đẹp của chư Phật. Ha ha ha,